Trò chơi hòa bình. Một ngày kia, trên con đường đi bách bộ ngang qua một sân chơi, ông Marshall, một nhà văn Liên Xô, dừng lại quan sát các trẻ em vừa lên 6, lên 7 đang chơi đùa với nhau trên sân cỏ. Thấy chúng chơi trò gì lạ, ông cất tiếng hỏi: "Này các em đang chơi trò gì đó?" Bọn trẻ nhung nhau trả lời: "Các em đang chơi trò đánh nhau." Nghe thế, ông Marshall hơi cau mày, rồi ra dấu cho các em đến gần. Ông ôn tồn giải thích: "Tại sao các em chỉ chơi trò đánh nhau mãi? Các em biết chứ, đánh nhau hay chiến tranh có gì đẹp đẽ đâu. Các em hãy chơi trò chơi hòa bình xem nào." Ông vừa dứt lời, một em bé reo lên: "Phải rồi, tụi mình thử chơi trò chơi hòa bình một lần xem sao." Rồi cả bọn họ kéo nhau chạy ra sân, chụm đầu nhau vào bàn tay. Thấy chúng chấp nhận ý kiến của mình, nhà văn Marshall tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười và tiếp tục cất bước. Nhưng không được bao lâu, ông nghe có tiếng chân chạy theo. Vừa chưa kịp quay lại, ông nghe một giọng trẻ em hỏi: "Ông ơi, trò chơi hòa bình làm sao? Chúng cháu không biết." "Vâng, làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình khi chúng chỉ thấy người lớn chơi trò chiến tranh? Khi chúng thấy các anh lớn lên, lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự trong lúc đất nước không có một bóng quân thù, làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình khi mỗi ngày chúng ta thấy trên truyền hình, trên các mặt báo hình ảnh của những người lớn bắn giết nhau, thủ tiêu nhau, ám sát nhau? Làm sao bọn trẻ có thể chơi trò chơi hòa bình khi trong chính gia đình ấy, chúng thấy anh chị em, thậm chí đôi khi là cả ba mẹ chúng lớn tiếng cãi vã, mắng chửi nhau, có khi họ dùng cả tay chân để nói thay lời nói?" Trong thực thế, bầu không khí người lớn tạo ra cho các trẻ em lớn lên không phải là bầu không khí hòa bình,